qua mình bỏ lên trên mạng rất là nhiều loại nước ép rau củ quả đơn giản. Chủ yếu của những loại nước ép này là để cho các bạn dễ dàng thực hiện, để cho các bạn dễ dàng làm quen với lại nước ép trước khi các bạn vào, giống như là thực hiện những nước ép rau củ quả xanh sạch và những loại nước ép mà hỗ trợ điều trị bệnh. Ngoài những loại nước ép trên đó, thì mình sẽ làm tiếp theo là những loại nước ép mà yummy yummy, có thể gọi là ngắn gọn là những loại nước ép ngon để cho các bạn có thể là chiêu đãi khách hoặc là chiêu đãi bạn bè tới nhà của các bạn để tránh bị nói này nói nọ. Tại vì khi mà lúc mà mình thực hiện đó là mình biết có nhiều người người ta nói mình lắm, tại vì người ta chưa có biết được về cái loại trị bệnh với lại nước ép, làm khỏe lại cơ thể, làm giải độc tố cơ thể với lại nước ép. Thì mình sẽ làm tiếp theo là những loại nước ép ngon để cho các bạn biết. Và sau loại nước ép đó thì mình sẽ làm về những loại nước ép xanh sạch và những loại nước ép hỗ trợ điều trị bệnh. Cho nên các bạn cố gắng coi những cái loại nước ép nào mà nó phù hợp với lại sức khỏe của các bạn, những loại nước ép nào mà tốt cho các bạn thì các bạn có thể là làm. Tại vì mỗi người có một cái cơ thể khác nhau và mỗi người có một cái bệnh tật khác nhau. Đó là những gì mà mình xin được chia sẻ trong video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Bye bye các bạn.